Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin nhờ cô Hoàng cho chúng tôi một cuốn sách. Thưa quý vị, đây là cuốn sách Ấm áp tình quê do nhà xuất bản Sự thật vừa mới phát hành. Con muốn xin cô Ngọc Mai gửi tặng cái cuốn sách đầu tiên mà chúng ta trong chương trình này cho ông chú đây. Tức là chúng tôi xin giới thiệu nhà báo Nguyễn Đức Lượng. Ông nguyên là phó tổng biên tập của báo Nhân Dân, cũng là một người đọc cái câu chuyện bản thảo này sớm nhất. Chúng tôi xin được phép cô Ngọc Mai sẽ trao tặng và sẽ ký tặng và cho chú Đức Lượng cái cuốn sách này. Và sau đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng chú Đức Lượng cũng sẽ có đôi lời nói cái suy nghĩ của mình khi mà chú đã đọc cái câu chuyện này ở trên cái bản thảo từ khi cuốn sách chưa ra đời, thưa quý vị. Vâng, đây là cuốn sách đầu tiên tặng cho một cái ấn bản đặc biệt. Xin cô Ngọc Mai tặng cho chú Lượng. Xin cảm ơn tác giả đã tặng cho tôi cuốn sách đầu tiên. Chứ nếu cuốn này đầu tiên phải tặng ở đây trước hết là cho anh Trên, là đúng hơn cả mọi người cũng là gắn bó rất nhiều với cô Ngọc Mai. Và hiện nay là chỗ dựa dù nước ngoài hay trong nước, đó cũng là chỗ dựa về mặt tinh thần đối với cô. Đó cũng là cái món quà của trời đất ban tặng cho cô trải qua những năm tháng đầy khó khăn gian khổ. Thì cái điều đó tức là như ông cha ta đã từng nói, ở hiền thì gặp lành, có nhân quả. Trong cuộc đời công tác của tôi có 21 năm làm ở nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tôi lại cũng có 21 năm làm ở báo Nhân Dân, 6 năm tôi làm ở Hội đồng Lý luận Trung ương để trước khi về. Ở đây khi mà nhận được cái tác phẩm này, tôi chỉ dám nói là tôi là người đọc đầu tiên. Nhưng mà trước tôi thì tôi phải nói tới công lao cái bắc cầu này là vợ chồng của trường Nguyễn Lê Lê. Không có người đỡ đầu thì khó lòng có tác phẩm như thế. Thì tôi đọc cái tác phẩm này tôi rất nhiều cái xúc động, tôi xúc động lắm như thế. Và khi tôi nhìn tác phẩm này là tôi vừa được đi cùng với các nhân vật ở trong cuốn sách, vừa là tự mình khái quát những vấn đề mà mình đã làm công tác như thế. Có nghĩa tôi ở lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng như thế. Thế thì tôi thấy đây là một cuốn sách rất lạ, phải nói là rất lạ chứ không phải không. Chắc ở đây nhiều người nói vì sao lại nhà xuất bản Sự thật xuất bản cuốn sách này. Vì là tôi trước kia cũng ở đó 21 năm nên tôi biết tất cả các loại sách và chức năng của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Trước kia nó chỉ có mỗi chữ Sự thật thôi. Đấy, như thế. Và nó ra xưa nay là sách chính trị, sách của văn kiện Đảng, sách của Bác Hồ, sách của các đồng chí tổng bí thư, các lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Thời kỳ tôi làm ở đó còn có sách của ngành, của địa phương. Nhưng bây giờ là vì cái trách nhiệm lớn lao quá nên là một số cái loại hình là không còn nữa. Đây không phải là cái cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản về loại này. Ở đây tôi cũng muốn giới thiệu nhất là các bạn trẻ. Trước đây 5-10 năm
nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã cho ra một tập tiểu thuyết lịch sử. Đó là Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Một cuốn tiểu thuyết 21 tập, gần 10.000 trang, trong đó có gần 500 các nhân vật. Bởi vì nó đã là tiểu thuyết, mà tiểu thuyết lịch sử có nghĩa là tiểu thuyết là được hư cấu, được cái. Nhưng là cái lịch sử nó lại hạn chế một cái mức mà trong đó như thế nào. Tức là cái chất thật của nó trong đó, ở trong tác phẩm đó có các nhân vật từ Bác Hồ, rồi tới các tổng bí thư, các tư lệnh chiến trường. Nếu như các bạn trẻ mà chưa đọc cái tập cuốn sách này thì tôi khuyên các bạn nên đọc. Nếu như ta hiểu về cuộc chống Mỹ cứu nước mà chỉ hiểu bằng những văn kiện và là tuyên truyền không thì không đủ. Phải hiểu của cái cuốn sách này, nó mô tả một cái thực tế trong cuộc sống rất sâu sắc. Từ những cô gái điếm rồi trở thành những dũng sĩ, phải hiểu được cái đó thì mới hiểu được khi mà thời là Nixon sang Việt Nam. Một cái câu hỏi lớn lắm người ta đặt ra, và tới bây giờ tôi nghĩ vẫn còn nguyên giá trị câu hỏi đó, vẫn chưa trả lời được. Tức là Việt Nam, vì sao mà Việt Nam thắng Mỹ? Nhiều sách, nhiều báo nói rồi, nhưng bây giờ hỏi ai nói cho đủ là vì sao Việt Nam thắng Mỹ, thì tôi thấy cuốn sách đó và cái cuốn sách của chị Mai hôm nay nó trả lời cái vì sao Việt Nam thắng Mỹ. Nixon đã nói một cái điều mà ít ai ngờ tới: Việt Nam mà thắng Mỹ bởi vì Việt Nam có một nền văn hóa cao hơn. Nó đi từ một cái nền văn hóa cao hơn, khẳng định là Việt Nam thắng Mỹ. Còn đảng ta thì rồi tất cả các văn kiện đều nói tới đường lối, quan điểm dân tộc anh hùng, rồi là chiến thuật, cả đủ hết tất cả mọi cái, thì đó là đúng hết tất cả rồi. Nhưng khái quát lại là nó có một nền văn hóa cao hơn. Một nền văn hóa đó phải là một nền văn hóa từ dân tộc Việt Nam. Tôi đọc mà tôi rất xúc động là tác giả chị Mai nói, thì tôi mới thấy rằng là những cái điều tôi suy nghĩ, những cái điều mà tôi nung nấu, nó được trả lời. Nó trả lời là một cái dân tộc có một nền văn hóa cao hơn. Mà khi đồng chí Tổng Bí Thư nói, thì đồng chí Tổng Bí Thư Lê Duẩn có nói: cái dân tộc Việt Nam, cái lớn nhất của người dân tộc Việt Nam kết động lại giữ gìn sâu sắc nhất là ở người phụ nữ Việt Nam. Tất nhiên khi anh nói toàn bộ dân tộc là anh, nhưng người phụ nữ là người kết động một cái sâu sắc nhất về cái đó, giữ gìn được ấy. Và cái điều đó thì tôi được tác giả chị Mai đã chứng minh cho tôi. Một tác giả, một người đã sống 3 năm chế độ, một người đã ở trong nước, một gia đình cách mạng đàng hoàng ra sống ở nước ngoài, nhìn nhận như thế thì cái kết lại đó là cái tính dân tộc của Việt Nam nó là rất sâu sắc, sâu sắc. Khi mà tôi đọc cái bản thảo này, đây nó không phải vì sao mà nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật người ta xuất bản, người ta toàn xuất bản những sách đường lối, chủ trương rất lớn của đảng. Thế nhưng mà vì sao người ta xuất bản cái này? Thì để nghe, tôi cho rằng đây là một sự đóng dấu công nhận về mặt chính trị, cái tư tưởng chính trị, cái cốt lõi chính trị của trong cái cuốn sách này. Ở đây không phải, nó không phải chỉ là một hồi ký, không phải chỉ là một tự truyện, nó là một cái thứ tổng hợp của một thể ký, vừa là bút ký của một tác giả viết nhìn nhận, vừa là tự truyện mình. Cái giữa cái tự truyện, hồi ký và bút ký, phóng sự cũng có, tức là nó tổng hợp. Nó lúc đầu tôi nói nó là cái đặc biệt là như thế, thì nó mới có được cái tác phẩm này. Ở chị Mai, như chị đã nói rất nhiều lần, rất nhiều lần,
tại sao ở trong này các bạn mà đọc thì các bạn sẽ thấy là tại sao lại mới có mấy tuổi mà bây giờ trẻ con rồi chừng 7-8 tuổi bây giờ nó chỉ game thôi, biết game, biết cái thằng này đánh thằng kia, nhưng mà sao lại biết như thế. Tuổi ấu thơ thôi, khi mà tôi ở Đà Nẵng lúc đó tôi mới có 4 tuổi thôi à, thì cái Nhật đạo chính pháp à, là tôi đã biết được rồi, mà tôi ăn hành sâu phải à, tuy là năm 45 cái nạn đói người chết như thế nào cũng hành sâu, và cái thế hệ của chúng tôi chỉ mai về trước nó lại loại người như thế, nó ăn sâu vào cái tiềm thức thế này. Thì cái cuốn sách này tôi cho là một cái cuốn sách nó rất giá trị, rất giá trị. Nó không phải bởi vì hiện nay người ta viết tự truyện rất nhiều các đồng chí ạ, người ta viết lại rất nhiều, mà tôi có một ông bạn, ông nói một cái, ông dùng tiếng Pháp, ông nói là viết mà kiểu như là tự truyện rồi hồi ký là tôi không biết từ ông dùng, nhưng mà nó gần như là để tự nói mình, tự khoe mình ở vào một cương vị nào đó, ở vào một tổ chức nào đó, thì thường là khoe công của tôi, lỗi của anh hai ấy, thường là như thế. Ở cuốn sách này không có chuyện đấy, không có chuyện đấy. Một người phụ nữ, một người tác giả, một nhân vật ở trong đó, chỉ là tác giả nhưng mà tôi cũng là một nhân vật rất là điển hình. Tôi thấy cái nỗi đau của từng một đứa trẻ lớn lên, rồi những cái vất vả gian truân của nó, tôi đọc mà có nhiều đoạn tôi cũng cảm thấy là rất xúc động. Rồi tự nhiên ngồi tôi nghĩ mãi, phải chăng đời mình, tuổi thơ của mình cũng đã từng trải qua những ngày tháng như thế, và tự nhiên nước mắt nó cứ trào ra thôi. Tôi rất thương, thương ở một người phụ nữ, một người phụ nữ mà như đồng chí Lê Duẩn nói, ở đây tôi thấy là ở chị Mai có, đó là con người sống bằng lao động, có lao động, có tình thương và lẽ phải, ba cái đó nó quyện vào, chứ không thể sống bằng lao động, bằng việc tham nhũng của bố mẹ có trong mình, để rồi mình sống một cuộc sống buông thả, vô trách nhiệm với cuộc đời. Không phải là loại người như thế, mà con người sống bằng lao động, mà qua cái lao động mới có lòng tự trọng. Ở trong sách các bạn sẽ đọc rất nhiều đoạn chị nói cái gian khổ, cái khó khăn của chị ấy, đi sang Mỹ như thế. Ở bên đó người ta cũng có chế độ thế này thế nọ, mà rất nhiều người ngộ nhận cho đó là sự văn minh và tiến bộ hơn cái Đảng Cộng sản Việt Nam này. Cái xã hội đó là ghê gớm lắm, là đấy như thế. Nhưng là con người có lòng tự trọng chỉ không nhận cái chế độ đấy, mà phải tự lao động của này. Tôi rất xúc động là tất cả những cái tiền năng chất bóp của chị mà làm từ thiện cho các cháu nhỏ hiện nay lại là từ lao động, từ mồ hôi, từ nước mắt của mình. Chứ cũng không phải là ở nhóm lợi ích này, nhóm lợi ích kia mà có được một cái khoản tiền đó, rồi dùng cái tiền đó làm từ thiện để che lấp tội ác, để chạy tội cho mình. Hoàn toàn không thế. Nên dù một tí, dù một nhỏ đối với các cháu ở vùng cao, đối với các cháu nghèo khổ, thì tôi cho cái đó mới là cái giá trị lớn nhau, cái nhân văn lớn lắm. Lớn lắm. Cái người phụ nữ mà cái đó phải được biểu hiện qua một người phụ nữ rất tiêu biểu là chị Mai nha. Chị Mai, mà người phụ nữ Việt Nam là thương chồng, thương con, quý trọng cha mẹ, công ơn cha mẹ, bởi vì bản thân mình cũng là lao động để kiếm sống, thì mới quý là công lao của bố mẹ, mình lao động để mình có mình mà tồn tại. Cái người phụ nữ Việt Nam đặc biệt lắm các bạn, cái sự hy sinh cao cả lắm, từ đứa bé lọt lòng ra là như thế, rồi cho tới có ai ở trên thế giới này, và cho cả tới ngày nay
các cô bé ngồi ở đây có ai giữ được cái nền nếp si sinh, bên ướt mẹ nằm, bên ráo nhược con. Đấy. Thương người như thể thương thân thì đương nhiên rồi, nhưng người phụ nữ lại thương con mình, thương chồng mình. Đấy. Con nó đái dầm ra thì lật con qua nằm ở chỗ cô, mình nằm vào chỗ con vừa đái. Đấy. Nên cái người phụ nữ Việt Nam có một sự hy sinh lớn lao lắm đối với đất nước, đối với đất nước. Khi tôi biết được thời mà đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn còn sống, đồng chí nói ca ngợi thanh niên xung phong là cũng được thôi, nhưng cực chẳng đã mới phát động ba đảm đang. Bởi vì người phụ nữ sinh ra nếu đòi hỏi sự bình đẳng như người đàn ông, tức là cũng đi làm 8 tiếng rồi cũng phấn đấu lên chức này chức nọ, thì đồng chí nói đúng như anh Gen nó nói, lại tạo ra một sự bất bình đẳng khác. Tức người phụ nữ còn có chức năng sinh con đẻ cái, còn chức năng làm vợ trong một gia đình nội trợ. Thế mà những cái chức năng đó xã hội có tính đâu, lại vẫn tính được như thế. Nên là cực chẳng đã mới ca ngợi như thế. Chứ còn vợ chồng sống êm ấm với nhau, đầm ấm, vẫn là cái hạnh phúc tối cao của cái đảng này muốn phấn đấu. Chứ không phải là muốn phụ nữ phải xông ra chiến trường như nam giới, làm việc gì thì nữ cũng làm đúng như việc đấy. Thế vì thế nên là tôi thấy trong cuốn sách này, nếu các bạn mà đọc được nhiều thì sẽ thấy có rất nhiều cảm động. Và tôi khác với chỗ chị Mai chị nói, mà đúng như thế đó là cái thông điệp, thông điệp đối với thế hệ trẻ. Nhưng tôi lại nghĩ vì sao tôi lại đề cao cái vai trò của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tới mức như thế, là bởi vì tôi nhận thức ra đây là một cái cuốn sách nằm ở cái tuyến phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đảng bây giờ nói rất nhiều tới là phải viết vừa ca ngợi vừa biểu dương cái tốt cái đẹp, nhưng đồng thời phải phê phán các quan điểm sai trái. Nhưng tôi cảm thấy các sách, các bài viết hiện nay còn rất ít, mà viết không thuyết phục, viết không thuyết phục. Cứ nghĩ rằng là mày là ở phía đối diện bên kia, tức là đối lập với tao, mày xấu tao tốt. Cứ thế mày nói xấu tao có nghĩa là mày xấu. Không phải. Và cuốn sách này tôi thấy nói rất sâu bằng cái cụ thể của nó, qua cái tốt, cái xấu của các cái chế độ của nó. Mà cái này tôi thấy rất thực. Khi giải phóng miền Nam là năm 1975, 30 tháng 4 giải phóng miền Nam, thì mùng 5 tháng 5, tức là chỉ có 5 ngày sau, lúc bây giờ tôi là ở nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, tôi đã phải bay máy bay vào đó để chiếm lĩnh trận địa công tác tư tưởng, làm xuất bản sách của nhà xuất bản sự thật. Đấy, như thế. Thì những cái chuyện chị nói là tôi chứng kiến hết, kể cả những cái nhược điểm của cái chính quyền mới mà các anh em xông pha ra, số trẻ xông pha ra làm, chị cũng nói đấy. Mà tôi thì tôi muốn giữ những cái đó nó không có cái gì cả. Nhưng mà nhà xuất bản cũng cần đi nhắc lại mãi. Đấy, thế. Hoặc là cái băn khoăn của chị lo lắng bây giờ vì sao mà nếu tình hình thế này thì con cái làm sao chỗ ăn học. Thì anh em người cứ lo là mình viết như thế để như thế, hóa ra là chế độ mình không, sau khi giải phóng không quan tâm tới giáo dục à. Người mẹ tới bây giờ các đồng chí hỏi xem, ai cũng lo cho con học ở đâu, học ở trường nào, nó có nên người hay không. Thì những cái đó tôi cho đúng cái thật như thế. Mà trong cái cuốn sách này nó cũng là niềm tự hào của tác giả, là một dòng máu của cha anh làm cách mạng ấy như thế. Và khi ra nước ngoài cũng giữ cái trung trinh tấm lòng của mình như thế. Và chính vì cái sự sâu sắc đó, người ta về nước làm những cái việc từ thiện. Thì cái việc từ thiện đó tôi nghĩ rằng là tác giả lớn hơn nhiều. Và tôi nghĩ cái này phải hiểu dưới góc độ, dưới góc độ bên nhà xuất bản cũng có trao đổi với tôi, các anh cũng lo, xưa nay chưa làm cái loại này cũng lo lắm.
thì tôi bảo là thực ra nếu như đọc thật kỹ cái này thì đây là một cái cách phản bác lại cái việc tuyên truyền của các thế lực thù địch cả nước ngoài và trong nước. Cả trong nước hiện nay nếu đọc đó anh cũng sẽ hiểu thực chất cái đảng này nó như thế nào. Ai như thế, những cái khó khăn của đất nước này phải hiểu qua cái này mới hiểu hết được những cái khó. Nếu như anh nhìn góc độ là nhìn khó khăn của đất nước để tự hào, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói là tự hào, ngày nay đất nước ta có một cơ đồ, có một tiềm lực, có một vị thế, có một uy tín chứ chưa trên thế giới chưa bao giờ có như thế cả, thì phải hiểu là cái đất nước này nó đã trải qua những năm tháng cực kỳ gian khổ, những năm tháng mà bo bo bột những cái đau khổ, rồi nhà cái ra, bản thân chị Mai ra đi không phải là kiểu như các cái người di tản mà gần đây tôi thấy trên mạng nhiều, công tử Bạc Liêu thống kê cái tình hình mà lúc bấy giờ vì sao mình đối với nạn kiều Việt kiều như thế, vạch ra đúng bản chất tôi đã chứng kiến sống như thế tôi đấy. Thì mới thấy rằng là để chống lại cái nhà nước sau khi giành được chính quyền lúc đấy với bây giờ là ai? Là các cái thế lực Mỹ quay đi, rồi sau đó là quân Rô nổi lên, sau đó là bản thân của cái số mà Việt Kiều tới Hoa Kiều nó nắm nền kinh tế rất lớn. Nếu không có những cải tạo, không có cái đó mà rớt giới trẻ ngày nay là cứ nghe một số người xưa kia cứ nói ôi rồi ôi giành được chính quyền nhưng mà sao mà khổ thế, cực khổ thế, người ta phải đi nước ngoài như thế này đó. Tôi nghĩ rằng là chị Mai không phải đi ra nước ngoài như thế, cũng là thương con, cũng mà ấy như thế, nên là đặt cái này tôi nghĩ là chúng ta sẽ có rất nhiều cái bài học cho bản thân mình, và chắc chắn là anh em trẻ, số trẻ sẽ chắc chắn là sẽ theo lời kêu gọi của cô Mai làm những điều tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn nhà báo Đức Lượng. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.